Quý vị đang theo dõi Điểm tin bất động sản tuần cùng Rich Nguyễn, được phát sóng vào 19h30 phút thứ Sáu hàng tuần. Sau đây là những nội dung đáng chú ý từ ngày 16 tháng 9 năm 2022 đến 23 tháng 9 năm 2022. Fed tăng thêm lãi suất 0,75 điểm cơ bản, cả vàng và đô la Mỹ đi lên. Cuộc họp kéo dài 7 tiếng của Ngân hàng Nhà nước về điều hành tín dụng. Loạt dự án BT giang dở, án binh bất động ở thành phố Hồ Chí Minh. Cầu vòm thép được chọn vượt sông Hồng trong khu vực nội đô Hà Nội. Bệnh viện hơn 1.700 tỷ xây nhiều năm không xong. Bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ, khách hàng ồ ạt bỏ cọc vì chót đấu giá quá cao. Hạ tầng Biên Hòa quá tải, đâu là lối ra? Fed tăng thêm lãi suất 0,75 điểm cơ bản, cả vàng và đô la Mỹ đi lên. Cuối ngày 21 tháng 9, ngay sau khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed kết thúc và ra thông báo tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, cả giá vàng và sức khỏe đồng bạc xanh đều tăng giá. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. Mức lãi suất hiện nay là cao nhất kể từ đầu năm 2008. Lãi suất quỹ liên bang của Mỹ hiện trong khoảng 3-3,25%, cao hơn mức của năm 2019 trước đại dịch và tương đương với đầu năm 2008. Quyết định nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần này của Fed cũng đã được các nhà đầu tư trên thị trường tài chính chứng khoán dự báo từ lâu và do vậy không gây bất ngờ. Trái ngược với các phiên trước đó, giá vàng đã bật tăng trở lại ngay sau khi Fed nâng thêm lãi suất đô la Mỹ. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế sáng nay tăng khoảng 10 đô la Mỹ một ounce lên 1.674 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng trở lại trong khi sức khỏe của đồng đô la Mỹ cũng đi lên. Đây là lần hiếm hoi vàng và đô la Mỹ tăng cùng chiều. Đô la Mỹ quốc tế đạt đỉnh mới trong 2 thập kỷ sau quyết định quan trọng được dự đoán từ trước của Fed. Chỉ số đô la Mỹ Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức 110,22 điểm. Tuy sức khỏe của đô la Mỹ đã đạt đỉnh mới trong 2 thập kỷ sau khi Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, nhưng còn báo hiệu nhiều mức tăng lớn hơn trong các cuộc họp sắp tới. Sáng 22 tháng 9, tỷ giá trung tâm của Việt Nam đồng so với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.316 đồng một đô la Mỹ, tăng 15 đồng một đô la Mỹ so với phiên hôm qua. Cuộc họp kéo dài 7 tiếng của Ngân hàng Nhà nước về điều hành tín dụng. Ngày 19 tháng 9, phía Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa tổ chức hội nghị về công tác điều hành tín dụng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chủ trì hội nghị với sự tham dự của ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc của các tổ chức tín dụng. Tại hội nghị, đa số các tổ chức tín dụng đánh giá việc điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian qua là phù hợp. Các ý kiến đều cho rằng chúng ta chưa thể bỏ công cụ hạn mức tín dụng. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 14% năm 2022 là phù hợp trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau dịch và đã tăng cao hơn so với năm trước. Đồng thời cần có tỷ lệ phân bổ theo chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, tránh việc phân bổ cao bằng và việc thông tin riêng đến từng tổ chức tín dụng là cần thiết vì phân bổ theo xếp loại không thể công khai ra công chúng, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng. Các ý kiến cũng cho rằng nếu tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao sẽ dẫn đến nguy cơ chạy đua lãi suất giữa các tổ chức tín dụng và an toàn hệ thống. Loạt dự án BT giang dở, án binh bất động ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự án ngăn chiều gần 10.000 tỷ đồng, vành đai 2, đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là các dự án được đầu tư theo hình thức BT, đổi đất lấy hạ tầng, được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng thi công giang dở, trùm mền vì vướng mặt bằng, thủ tục thanh toán. Lý do theo nhà đầu tư, địa phương chậm bàn giao mặt bằng, đồng thời chờ thành phố Hồ Chí Minh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện điều chỉnh dự án, ký điều chỉnh phụ lục hợp đồng BT, thanh toán quỹ đất. Hiện tại, các sở ngành liên quan đang tập trung hoàn tất các nội dung như báo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án, xác định giá trị đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án nhằm đảm bảo tính khả thi cho phương án tài chính, giảm chi phí phát sinh do chậm tiến độ. Cầu vòm thép được chọn vượt sông Hồng trong khu vực nội đô Hà Nội. Sau khi phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo được tuyển chọn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển. Trong đó, phương án kiến trúc số 12 cầu Trần Hưng Đạo có vòm thép được chọn là phương án thi công cầu trong khu vực nội thành. Về vị trí và hướng tuyến, cầu Trần Hưng Đạo nằm giữa phạm vi cầu Trương Dương và cầu Vĩnh Tuy, kết nối phố Trần Hưng Đạo tại khu vực các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng sang đường Nguyễn Văn Linh, đường Vũ Đức Thận, quận Long Biên. Quy mô nghiên cứu dự án cầu có điểm đầu tại ngã 5 giao giữa các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ, Hàn Thuyên,
điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh, đường Vũ Đức Thận, chiều dài khoảng 5,5 km. Phương án kiến trúc cầu đạt giải nhất có mã số THD12ZZ1188 là phương án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chọn làm phương án triển khai lập dự án đầu tư thi công xây dựng cầu. Với phương án kiến trúc này, cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng có hình dáng kiến trúc sử dụng kết cấu cầu chính dạng vòm thép, sơ đồ nhịp 150m x 6, mặt cắt ngang cầu tại giữa nhịp 40,66m, tại trụ cầu 47,76m, 6 làn xe cơ giới. Ý tưởng kiến trúc tạo một cây cầu biểu tượng mới của trung tâm Hà Nội với hai đường cong lượn sóng bên bờ sông Hồng. Kết cấu vòm chính là hai đường cong tiếp xúc nhau, lặp lại 6 nhịp, tạo hình mang biểu tượng vô cực. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 8.900 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 50%, vốn nhà đầu tư BOT chiếm 50%. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 20 năm, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Bệnh viện hơn 1.700 tỷ xây nhiều năm không xong. Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định và phê duyệt vào tháng 1 năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Nhưng đến nay dự án vẫn còn dở dang. Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho rằng nguyên nhân giải ngân chậm do thay đổi nguồn gốc hàng có xuất xứ Hungary. Một số hàng hóa có thay đổi so với ban đầu. Đối với các hàng hóa thay đổi, Sở đã làm việc với nhà thầu để thống nhất và tiến hành thẩm định về cấu hình, tính năng kỹ thuật về giá của các hàng hóa điều chỉnh này. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 1.727 tỷ đồng, gồm vốn vay ODA của chính phủ Hungary là 56.927.480 euro, tương ứng chiếm 80,66% tổng mức đầu tư dự án, và vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ là 13.646.520 euro, chiếm 19,34% tổng mức đầu tư dự án. Dự án được tổ chức lễ động thổ ngày 11 tháng 10 năm 2017 do Sở Y tế thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ, khách hàng ồ ạt bỏ cọc vì chót đấu giá quá cao. Sau thời gian sốt đất nền tại các khu vực vệ tinh, thời điểm này thị trường bất động sản ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều giao dịch bị bỏ cọc, một số phiên đấu giá đất có ít người tham gia. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, thời gian qua, trên địa bàn huyện có nhiều khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất, song sau đó bỏ cọc bởi không đủ khả năng tài chính. Cụ thể, 50 lô đất nằm ở vị trí ven biển thuộc khu dân cư Mũi Lò Vôi ở xã Kim Thạch đã đấu giá, bị bỏ cọc tới 12 lô. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh đã quyết định hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 12 lô nói trên. Trước đó cũng xảy ra hiện tượng bỏ cọc đối với các lô đất đấu giá vượt sàn tại một số địa điểm thuộc thành phố Đông Hà, huyện Cam Lộ và một số địa điểm thuộc các huyện miền núi của Quảng Trị. Thị trường bất động sản khu vực miền Trung đi vào thực chất hơn, chỉ những người có nhu cầu thực mới mua đất, không còn hiện tượng đầu cơ gây nhiễu loạn. Địa phương lân cận là Quảng Bình cũng có hiện tượng tương tự, các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất không còn sôi động như trước, không ít khách hàng bỏ cọc vì không đủ khả năng tài chính, trong khi việc vay vốn từ ngân hàng khó khăn. Có người bỏ cọc vì nhận thấy giá quá cao so với thực tế, tình trạng sốt đất đã lắng xuống. Hạ tầng Biên Hòa quá tải, đâu là lối ra? Hệ thống hạ tầng chưa phát triển đồng bộ đã khiến thành phố Biên Hòa Đồng Nai chịu nhiều áp lực và hụt hơi trước áp lực gia tăng dân số và sức ép đô thị hóa quá nhanh trong thời gian gần đây. Sở hữu nhiều khu công nghiệp, Biên Hòa là một trong ba địa phương có tốc độ tăng dân số nhanh nhất tỉnh Đồng Nai. Hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ đã dẫn đến quá tải về đường xá, trường học, nhà ở. Theo thống kê, mật độ dân số tại đây hiện là hơn 4.000 người trên 1 km vuông, cao nhất cả tỉnh. Điều này gây nên những áp lực lớn về nhà ở. Do khan hiếm nguồn cung, các dự án nhà ở không đủ đáp ứng. Đặc biệt, nơi đây rất ít dự án được đầu tư bài bản chất lượng. Vào mùa mưa, tình trạng ngập nước liên tiếp xảy ra tại nhiều khu vực của thành phố Biên Hòa. Thực trạng ngổn ngang chắp vá khiến tốc độ và chất lượng đô thị hóa của khu vực này cũng vì thế mà bị hạn chế. Là một đô thị lâu đời lại có tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng, việc phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại Biên Hòa, vẫn đang diễn ra trong tình cảnh đuổi bắt trước tốc độ đô thị hóa. Trước thực trạng này, việc đẩy mạnh phát triển đầu tư hạ tầng mở rộng tại Biên Hòa cùng việc đi tìm lời giải về các dự án cao cấp đáp ứng nhu cầu không gian sống hiện đại đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chương trình Điểm tin bất động sản cùng Rich Nguyễn tuần này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment.
Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo vào lúc 19h30 phút thứ Sáu hàng tuần trên các nền tảng của Rich Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rich Nguyễn.